Phaero Villa xin kính chào quý khách. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ. Tôi đang có mặt ở bản Cát Cát, nơi mà cái công trình The Chiu Garden Villa được Phaero thi công và thiết kế. Thì hôm nay là ngày bàn giao và đưa vào sử dụng. Một điều rất là vui và tôi rất là tự hào khi các chất lượng của các công trình tại đây đều đạt chất lượng cao, rất tốt. Nhiều người đến nơi đây để check in chụp ảnh và book phòng. Hiện tại thì khu vực này thì có một lợi thế ở cái vị trí địa lý rất là thuận lợi cho việc khai thác du lịch. Và dưới cái bản Cát Cát này, như sáng nay tôi đến đây thì đã có rất nhiều hiện tượng như tắc đường xảy ra. Và công trình này thì là một trong những công trình mà Phaero đảm nhận thiết kế và thi công trọn gói và đạt chất lượng cao. Rất là mong các bạn quý chủ đầu tư sẽ tạo điều kiện cho Phaero và tôi được trực tiếp thiết kế và thi công những công trình dạng biệt thự nghỉ dưỡng và homestay trọn gói như thế này. Cảm ơn nhé cả nhà.